Theo dự thảo này, trong giao dịch tiền mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn, các tổ chức tín dụng phải đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu cùng loại và căn cứ vào thông báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an về đặc điểm nhận biết tiền giả để kết luận. Trường hợp khẳng định đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn là tiền giả, phải lập biên bản, thu giữ và đóng dấu, bấm lỗ tiền giả. Đối với loại tiền giả mới, tổ chức tín dụng ngoài việc lập biên bản thu giữ, không đóng dấu, bấm lỗ tiền giả, phải thông báo và gửi toàn bộ loại tiền giả mới về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị thu giữ tiền giả cũng phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất khi có nghi vấn vận chuyển lưu hành tiền giả, phát hiện tiền giả loại mới hoặc khi khách hàng không chấp nhận việc lập biên bản thu giữ tiền giả.